Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay trung tâm mỹ thuật Pro xin giới thiệu với các bạn thêm một cái sản phẩm tranh đắp nổi siêu bong kênh. Hiện tại mình trên bức tranh làng quê được đắp bong kênh rất là chi tiết và rất là đẹp mắt. Video chia sẻ rất là chi tiết tỉ mỉ từ khâu ban đầu sử dụng xi măng cát cộng với làm cốt rồi đắp lên tác phẩm. Thì ở đây tôi rồi rất muốn chia sẻ với các bạn, muốn tham khảo kỹ thuật đắp, cách đắp cũng như là chọn màu tranh phù hợp để trang trí không gian ngôi nhà của bạn đẹp hơn. Thì tác phẩm nghệ thuật được tạo lên rất là công phu tỉ mỉ từ bước một. Vâng, ở video này tôi vừa gửi tới những bạn muốn học vẽ cái phương pháp cũng như cách thức muốn theo nghề, thì xem những cái phương pháp rất là cơ bản, kỹ thuật rất là tỉ mỉ cặn kẽ để chúng ta tham khảo và xây dựng cho mình một cái đam mê vẽ tranh, cũng như hướng tới những cái tác phẩm làm đẹp cho không gian của những căn nhà. Đấy, các bạn gia chủ khi xây dựng nhà mới thì có thể sử dụng cái mẫu này để tham khảo, tìm cho mình những tác phẩm nghệ thuật trang trí cho không gian của mình đẹp hơn, hoành tráng hơn. Về kỹ thuật đắp và phương pháp làm thì mỗi một đội thợ sẽ có những cái đặc trưng khác nhau. Thì hãy tìm cho mình cái đội thợ mà có sự tâm huyết nhất, cũng như là những cái người nhiệt tình. Đấy. Bởi vì chỉ có những cái người thực sự làm bằng đam mê, yêu nghệ thuật và hết mình với nghệ thuật thì mới làm ra được những cái tác phẩm đẹp, người tác phẩm có giá trị. Và vì những người nghệ sĩ tâm huyết là những người luôn luôn say mê và tính toán nhiều về lợi ích nhỏ mà mình muốn công hiến nghệ thuật. Các bác chủ nhà, nếu các bác nào mà có nhu cầu muốn làm đẹp cho không gian của mình thì có thể liên hệ với anh em trong nhóm Mỹ Thuật Đức Yên. Xin tụng đồ rất thân hạnh vui lòng để được làm việc cùng các bạn để tư vấn và thi công tạo nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, trang trí cho không gian ngôi nhà của các bạn. Để với những không gian nào phù hợp với thể loại tranh gì và phương pháp cách thức đắp như thế nào, các bạn cứ hỏi và trao đổi trực tiếp. Giá cả đương nhiên sẽ có từng thể loại tranh khác nhau, phương pháp khác nhau thì cái giá thành sẽ khác nhau. Thì căn cứ thì như cái phương pháp đắp, những phương pháp đắp kênh bong thì mất rất là nhiều thời gian và sự tỉ mỉ, vì vậy thời gian sẽ kéo dài hơn, kinh phí đầu tư sẽ cao hơn. Nhưng mà để đầu tư cho những tác phẩm nghệ thuật thì chúng ta cũng không nên tính toán quá, bởi vì để có được những tác phẩm đẹp chúng ta phải làm sao để cho những anh em nghệ sĩ có những tư tưởng thoải mái để tạo ra được những tác phẩm đẹp hơn. Thế làm nghệ thuật mà lại tính toán về kinh tế chút một thì đôi khi nó sẽ mất những cảm hứng, nó từ cái sự phiêu trong cái tác phẩm nghệ thuật. Đây đấy, chúng ta thấy là cái quá trình đắp lên màu nót cho tới việc lên màu tạo thành một cái nhân vật rất là tỉ mỉ cẩn thận, màu sắc từ đậm đến nhạt rất là cân đối. Cho nên tác phẩm đắp này được thể hiện tại thành phố Nghiên và được nhà rất là hài lòng với giá bức tranh đắp này, nhưng mà
Trời ơi, trong vòng há biết. Anh em có nhu cầu thì cứ mời anh tham gia, gọi điện trao đổi với. Em cũng theo là bà thương làm anh. Rất nhiều mẫu tranh mới. Tiếp theo cũng sẽ được em gái em bé và người lớn cơ. Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã, anh tâm hơn nữa. Rất mong các mẹ bạn sẽ theo dõi của kênh. Khi em phần hơn, có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Nhiều tác phẩm đẹp hơn, anh thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé thì làm được thôi. Tất cả những khách hàng có duyên sẽ đến với em gần từ bắt đầu. Xin đọc cho các bạn một bài thơ có tên là Quà cho bà ngủ. Chúc tất cả các bạn mới học nghề được thành công hơn. Ôi thích trẻ ơi, chim đừng hót nữa, bà em uống rồi. Chúc các chủ nhà cho để bà ngủ. Bàn tay bé nhỏ vẫn phải thật đẹp, trang trí không gian của nhà nắng thiêu thiêu. Xin chào tất cả các bạn trong những video tiếp theo, những tác phẩm mới luôn luôn cập nhật để chúng ta cùng ngắm, cùng tham gia, cùng tạo những ý tưởng mới cho kho tàng con bà nhé. Hoa cam hoa huế, hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ trong vườn. Bà mơ tay cháu quạt đều hương thơm. Các bạn xem video.